Gắn đó hả? Rồi sáng gặm gắn đưa bò ngang là trúng mánh rồi đó. Hên lắm. Hên lắm. Chào các bạn buổi sáng nha. Rồi xin chào buổi sáng tất cả các bạn luôn. Sáng nay mời các bạn cùng cha con mình tiếp tục lên đường thăm câu. Đêm hôm thăm câu mà trúng cua quá. Không biết sáng nay trúng gì đây nữa. Trúng gì cũng được. Trúng là được rồi. Đêm hôm hên nhờ cua sao nó ra. Phát hiện ngay ổ cua. Bắt quá trời bắt cua luôn. Đã. Chấm rồi. Đập má, có cua làm mồi chấm rồi đó. Khai trương phao đầu tiên coi. Không có lôi gì vậy? Đi, có lôi hơi hơi nè. Ồ, như hiều. Còn mồi luôn. Nhìn không dính ra. Ngon ngon ghê luôn á. Phao hơi lúng lúng như nào thôi, phải không? Hơi gớt xuống. Ồ, trong gớt xuống rồi. Con ăn mà chết rồi. Chắc lương con quá. Dây dùng đeo. Đâu lụm. Trời. Thiệt không? Không vụ à? Ờ ơi. Thằng băng thiệt. Ông ngoại gình gình thăm lén dính luôn, kéo lên không hay luôn. Bây giờ buổi sáng nó mới ăn á. Coi chừng nó mới ăn luôn, con lươn bự luôn á. Thấy nó không có lòi tự nhiên kéo cái e lên cái ý dằn vợ luôn. Thời tới. Lộn. Luôn trong khẩy luôn. Dễ gì. Nó ăn nó nằm đó nó quấn quay thôi à. Coi chừng nó mới ăn á. Có đại dấu bị hở nữa quấn lên đầu lương trọng. Tiếu thiệt chứ rút lên cái te cái lụm luôn đó thiệt. Gì ra đó hơn 100 gram rồi con lươn hơn 100 gram 100 gram cứng 100 gram. Có hàng con lươn đầu tiên của buổi sáng. Thấy tình hình im hơn hôm rồi đó. Mới chừng chục phao à lụm rồi. Chục phao con, 40 phao 4 con vậy là dư ăn là im. Giờ vô cha mình thả có lươn rồi mình thả giờ cá không. Hết lươn rồi. Khô cháy nớp. Ồ, phao nằm trên bờ không. Cái phao sao mà lọt xuống mương các bạn ơi. Có hiện tượng rồi đó. Thấy gớt mương là phái rồi đó. Ý. Ôi sao kỳ vậy, tụt lên luôn. Ồ sảy luôn. Ủa lôi hết chân luôn, cứ ngắt luôn, sảy luôn, lươn. Quá xa mận rồi. Mận quá bự rồi. Mê thiệt, mận cứ mùa. Khui. Có ăn không dính. Khu vực này chắc lương nhỏ nhiều lắm nhiều. Bữa nào đem chấm vô kiếm về nuôi tiếp. Quá xa vườn mận.
rừng mận nghịch mùa. Lỗ mông, lỗ mông. Ê, ê, cứng cứng. Lò đang dậy dậy nào. Chết rồi. Lương ăn nó chắc lương nhỏ. Lò nhiệt tình hết dây luôn chứ. Cái dừa. Cái dừa siêu to, không lo cái dừa nào mà bữa hổm nó chưa khô chắc cỡ 7-8 kg á. Ba cha, ý dồi, ba cha này người giác không nổi luôn à. Trọng dừa trọng gì rồi bán hay chát cái gì. Buồn quá mà, ba trái. Dựa ba cạnh không xài. Ngon quá bây giờ không con nào đụng tìa tới luôn. Một trái bự ghê được chứ. Đúng luôn, mùa này mà làm được mận gì là cũng giữ gần vợn lắm. Nó bự, cái cây nó sung. Hụt, xanh lè vậy. Xanh như chứ ăn ngọt lắm rồi đó. Hụt, này dữ nè. Mê thiệt chứ. Đi vô vườn mấy vườn trái cây à. Sướng có nhiêu đó. Hầm cầu chết không à. Quất. Đùm 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 luôn à. Có cây nhỏ này mới đã nè, cây này bứng vô chậu kiển nha, tới bên bờ luôn. Cái nào cái nó cành 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 không. 8 trái, 8 trái 1 kg. Chỗ này là ăn một không. Gì kéo hẳn hẳn nè. Ủa này cộng rồi, không dính nè. Thấy cái lưỡi câu quay. Coi trên rồi hả? Sao 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 sao. Vô hang rồi đó, vô cái bực đó. Hang thiệt à? Rồi cái ít kìa. Hang thiệt luôn. Rồi có lý, vô hang là có lý rồi đó. Thấy nó xe dây cốc hết trơn đó. Mà nó không nhóm mà. Nó sảy gì rồi. Sảy rồi nó cứ ngắt hả? À, cái hang này, hang bằng ngón tay vậy. Để ý cái hang đó mà mốt. Chích lại lụm. Ốc nó chê rồi. Nó không ăn rồi. Vô cái hang luôn. Ngay hang rồi. Nhớ cái hang đó chứ sao qua lụm. Bắt chúng đem lại đây chấn chứ dễ à. Chỗ này không chấn không chúng thôi à. Mày không chúng chỗ này là lụm. Thấy có hiện tượng. Lâu đâu túi xình vậy. Vô hang nữa đó. Vô hang nữa. Mây mưa là nhìn ấm hỉnh luôn mà. Không có lương bọng như chưa. Dở thiệt dở. Đi sinh luôn. Ngồi chập bá luôn. Nhìn mưa mất gừng. Mà dĩa mất gừng này chắc còn cái dĩa không à. Mất gừng bị tàn hết rồi. Rớt phao cái gì. Thế là còn đi thinh. Ừ, mềm xèo vậy. Có coi dãy dãy không? Sảy. Xe ăn cục. Không hẳn con dây nè. Ôi, mềm xèo. Luôn ăn mà sảy. Tình hình sáng nay im im nữa rồi ta. Nó chạy rồi. Có nó cũng chạy rồi. Hôm chắc nó ngủ á. Nó đang phê. Phê rượu hay vậy. Luôn một súng đã hết biết không. Con Lương làm như khúc gác vậy bước xuống lụm. Này ăn bông súng dễ nè, đứng bờ bứt lụm. Lấy tay giới xuống rồi lụm. Ồ. Sầu riêng. Dạ.
chết nhánh luôn, ghê thiệt. Ở gì lo thêm cái nữa không mất giá nữa. Làm vườn là cực nhất, đi thả con lươn là khỏe nhất. Khỏe ru luôn, đứng xổm lưng không à, đứng xổm lưng không à, sáng giờ chưa có mò được cái nào luôn á, có dính con mà cũng kéo cái ít cái lên luôn á. Dở quá, dàn câu chứ này làm không sát khí gì chứ. Sao rớt xong cái gì vậy? Ê êm à, êm à, cứng cứng này đừng có mềm xèo mà. Rồi lụm xiên, con này lương chắc rồi, vui uống trà. Bỏ lên cái đầu chừng ký lô quá cha, la cái hì quá. Này dính, phao này dính xiên. Rồi xong, còn cái nịch. Dữ gì trời, ghê trời, cắn đứt còn sớt luôn. Đấy, không để ý dồn có nằm đâu đây không chờ. Thiệt tình, cắn đứt còn sớt luôn. Được khoa đây, sướng đầu tiên, hụt hẫng quá. Được mẹ luôn đi. Ê, đúng nữa rồi. Đó dính khúc cây đó, dính cây, dính khúc. Vô khúc luôn. Ôi, không dính cái đó thừa bạn ơi. Dở hơn. Dây này đâu bằng dây này mà lương nó cái răng méo méo nó cắn đứt một sớt. Thả này là phải dây ni lông. Đâu bằng dây ni lông nữa. Cỡ độ 9. Rồi, còn hai phao cuối cùng á. Hồi nãy dính con đó nó bằng hôm mà. Biết đâu hai phao cuối này hai con là sao? Rồi, có lôi đó. Chắc không dính rồi. Lôi nhẹ xịu. Dính khúc cỏ. Dữ lắm, đặt cái là trúng cái thôi. Mấy mày đợi đó đi. Mấy mương này mà phải nước nó vô á. Nè, nước vô nè. Đặt trúng là lụm. Nước vô. Êm rồi. Rồi xong. Lụm rồi. Lụm xiền, lụm phao, cái lưỡi còn nguyên luôn, không sợ mất. Có ăn luôn á. Ồ, sáng này quá dở rồi, con một quá. Tình hình năm nay thả câu mà không hợp phong thủy hay sao ta? Đầu năm giờ luôn. Nhận phao này thả được 3 trận. Lưỡi này không yên. Chết rồi. Nhỏ quá. Về lưỡi nhỏ rồi. Dễ chảy lắm. Sáng nay đi về mà yếu quá. Thua hôm nữa. Mất thêm cái lưỡi nữa, lỗ. Hôm kiếm được tô canh chua, sáng nay được nồi kho sả. Ba con lươn cho được 300 gram. Cũng êm. Phía trước nhà cha mình có cây dừa, bạn thấy trái khủng khiếp luôn. Trái từ xưa tới giờ luôn. Buồn là 20 dừa luôn á. Nước luôn. Đó. Quá xá luôn. Con em nào mua giống liên hệ nha. Có
nhiều giống á. Cây này đúng sai luôn, cái buồn non sau này nè, nó dữ nè. Đợt hỏi như cha mình để đâu, cái chục buồn gì giống. Anh em nào mua bán luôn. Trái từ xưa giờ luôn, dữ lắm, trái luôn, đã thiệt. Trái từ dưới đất này trái lên. Cái này nếu leo lên cái buồn dừa muốn hái được một trái cũng hơi khó kìa. Nó cạt cứng ngắt không à. Này mới đốn cổ lên nó thừa rồi chứ bộ hỏm nó leo lên không được luôn. Có cái buồn nhỏ là biết nhiều trái luôn. Có giống liên hệ bán rẻ ra. Sáng nay về làm biến khui thành quả luôn, thấy hiểu rồi. Con lươn duy nhất và cũng là con lươn cuối cùng. Cái pha nó không xảy được con cũng đỡ, con nó bự. Con xảy được lượng khoảng nửa ký. Bị lươn bự nó mới xảy, con nào xảy là con nó bự à. Đây được con. Con này chắc mới dính buổi sáng luôn, còn mạnh như trâu. Lươn ngon. Lươn ngái luôn. Lươn nhì. Kệ cũng êm, cũng có ăn. Dắt này bắt đầu chế biến thành quả bạn ơi. Sáng nói sao giờ làm vậy luôn. Lươn hai món. Nãy mới chạy đi nhổ bụng súng rồi. Làm bậy nó tô canh chua với lại nồi kho sả ớt. Với lại thêm món từ cua nữa, dữ lắm, món này ghê gớm lắm. Để chỉ quay cho bạn xem. Món này mình không có làm, nãy mình đi hái rau vợ mình nhà chế biến rồi. Chế biến chắc có ăn dụng rồi xìm. Món mình đó đó. Món nó giữ dằn vợ luôn. Mới có hai càng à hả? Có cái mình không? Mấy mình? Đây xé tỏi với lại xả cho thơm. Đường vô. Hai con nấu canh chua, hai con mình có lộn, hai con nấu canh chua là con kho sả. Con bự kho sả. Hai con nhỏ nấu canh chua, nấu thêm cái đầu con bự nữa. Cả cái đầu kho sả ăn ngon, nấu canh chua mềm mềm dễ ăn. Đó. Thành quả hôm giờ hai cha con mình nó chơi chế biến hết luôn á. Rồi. Hồ thơm. Cái mỡ tỏi cho nó thơm, cái hồi nấu ăn cho nó. Mình nấu mình khỏi sấy mỡ tỏi cũng được, nhưng mà sấy mỡ tỏi thơm cho đã mà. Án cái mùi tanh của lươn. Còn phần này hồi kho sả. Kho ít được rồi. Kho chừng chảo nhỏ vừa ngon. Lươn này mau chín đó. Giờ cho nước vô nè, xào xào rồi nó chín nửa phần công lực rồi đó. Giờ nước nó sâu lên cái là gao vô là lụm nêm nếm nữa là xong. Nhanh gọn lẹ. Bông súng luôn. Này nấu thứ một các bạn, bông súng không à. Toàn bông súng ghim luôn á. Không có gì hết khác ngoài bông súng nữa. Lương với bông súng là lụm mà. Có ớt mình sắc miếng ớt nha. Này hồi mình nè. Xả băm rồi mình kho sả ớt. Đây nè, món này mới ghê gớm nè. Hành sóc nhăn nha em. Cua, cua xào với lại khóm, cà chua. Với lại hành lá. Món này dữ à. Món này món phát sinh nha bạn. Đáng lý là có canh chua lươn với lại lươn kho sả à. Bị hôm hai cha con phát sinh được bầy cua nên về chắc này vợ mình chế biến món này luôn. Làm thử mình nè, hù cua thịt lắm nha. Này có găng ăn mới được. Không có găng là xong rồi. Nhai cũng nhỏ rồi, cứng lắm. Cua đồng rồi, nó cứng. Mình nhai được ngọt ghê luôn. Thịt lắm thịt luôn. Người thoa, thoa hái nhà. Cà chua mua chợ. Hành thì nhổ của nhà luôn. Mà nhà hàng xóm. Cua đồng xào khóm với hành ngon. Mấy con càng kỉnh càng chụp bá nện luôn. Chắc giờ mình lụm mấy càng hết rồi. Quả đã càng bự.
ba món này là đủ sướng rồi. Này làm chừng phân nửa cua, còn phân nửa là để nữa hai cha con mình đặt chúm với lại mớ mu mình ăn, mình cũng không có ăn mu. Nãy có khử gạch đâu em, chắc bỏ gạch luôn, ngon quá. Quất cái mình giòn ghê, làm miếng nữa bạn ơi. Món này ăn sung hướng này không nổi luôn, hành cua nó đã. Đây phần lương mình xào qua củ hành, mà có củ hành tím nè với lại ít tỏi, củ hành cho nó thơm, xả vô, xả càng nhiều càng ngon. Mình xào cá, xào lương, xào hến, xào ốc gì đó, xả nó nhiều hơn cái thịt đó nó ngon, nó thơm. Còn ít xả quá nhìn thịt nhiều quá nó không có hấp dẫn, ăn bị ngán. Quan trọng là xả với món, nói chung cái món lương và xả này quan trọng, xả với lại lương các bạn ơi, nhiều đủ rồi, xả nhiều ngon, bỏi nhiều là ngon. Không mất cái chiếc đũa rồi, chớp đôi đũa này đi, xào cho xả nó thơm, cái cho lương cho mình xào xương nha các, cái cho ít nước mắm, ít hạt nêm với lại ít đường vô nữa là xong, thì theo khẩu vị thôi. Bạn nào mặn thì nước mắm nhiều, bỏ lần ít ít thôi, bỏ lần từ từ vô thôi, rồi nào mình nêm từ từ nào vừa ăn thôi, chứ đừng có bỏ lần quá hớp cái hội mặn chát cái này sửa không được, chẳng hạn nó lạc đó mình sửa được. Đó, để xíu cho nó vàng xả luôn đi, này cay à nghe, thấy ớt nhiều nè. Canh chua thì nãy mình có nêm ít muối bạn ơi, ít muối, ít đường với ít hạt nêm rồi đó, lương nó cũng chín nè. Giờ bỏ cái khói quá ngọt, quên bông súng vô luôn, chín là lụm. Món này nhanh gọn lẹ, nấu bông súng thì cái nước nhìn nó không ngon bằng, chút xíu nó ra nước đen xì à, tại bông súng cái mũ nó đen á, nấu một chút là nước ra đen à, nhưng mà ăn ngon được rồi, quan trọng ngon là được. Này lu bu sa bu luôn, làm hơi hai tay hai món luôn, xả nó cũng hơi vàng là thơm mà, cho lương vô luôn. Thấy vậy cho nhiêu đây, tới hai con luôn đó, một con bự, con bự mình lấy khúc giữa với lại một, lấy thêm một khúc giữa của cái con vừa vừa nữa, là hai khúc của hai con lương. Kho xả mà kho khúc giữa ăn ngon, còn cái đuôi với cái đầu mình nấu ăn chua mềm mình nhai được. Đó, nhiều xả nhiều lương là vừa luôn á. Xả sao mà cảm giác nó áo được cái lương là ngon. Rồi giờ nêm nếm xíu nước mắm, xíu hạt nêm, xíu đường vô. Khoảng một muỗng hạt nêm, hai muỗng canh nước mắm, một muỗng đường với lại xíu bột ngọt cho nó vàng vàng là lụm bạn ạ. Vừa là vừa ăn luôn đó, bảo đảm luôn, chăm luôn á, theo kinh nghiệm nấu nướng mấy chục năm của mình đó. Nhìn màu lên ngon rồi đó ha. Xíu nước vô. Rồi vậy đó, đợi nó khô xuống là dọn ra dứt thôi, đơn giản dễ làm. Lương này mau chín nên mình ít nước là được, không cần nhiều. Đây mình có chén nước cốt chanh này, chắc cũng hai trái vậy, khoảng giá đó. Chắc dừa này nấu ít nước này, nấu bằng chanh, không nấu bằng me, nấu bằng chanh thì thơm ngon. Niêm niêm cả cài, ngon. Ngon. Im. Cô Lý các bạn ơi. Quả xả đã. Thơm xả, thơm tỏi, thơm mùi chanh nữa.
vừa ăn luôn rồi đó. Ngon ngon, lụm lụm lụm. Lá quế, lá quế vô thơm dữ nữa. Này không có để ớt nha bạn, hồi có mấy đứa nhỏ ăn được không? Hồi mình làm nước mắm ớt mình chấm được. Vô lá quế cho bạn, húp thêm giá nữa mới thưởng thức được hương vị bạn ơi. Làm thêm giá nữa kìa. Chua chua ngọt ngọt, thơm thơm sướng. Lương nè, bao dài luôn. Đầu bự nè. Cái này là nhai luôn xương đó. Quá đã. Quá tuyệt vời. Bữa cơm miền Tây các bạn ơi, hơi bị thịnh soạn luôn á. Đây có món phát sinh nữa nè, cá gô với lại cá lóc kho với tép. Món này món cù của ngày hôm trước. Hôm nay thì có lương nấu canh chua, lương kho sả, cua xào với lại hành khóm, cà chua, cua xào thập cẩm. Này là cái chén trứng của hai đứa nhỏ nè, trứng chiên. Bên đây có một trái cà nướng nữa, ba trái chứ, ba trái cà nướng và một chén mắm trong, có mắm gừng nữa nè. 1 2 3 4 5 món luôn á ta, dữ á, quá dữ, có dưa hấu trắng miệng nữa nè. Êm rồi, lụm lụm lụm. Tính ra thất thất mà gom lại cũng trúng lắm trời đâu. Nhóc có trơn cả. Lấy câu thả chơi. Mới ăn cơm xong ông ngoại ông dứt cho ly cà phê siêu to khổng lồ luôn bạn ơi. Quất ly cà phê này ngủ thức tới sáng luôn chứ ngủ tới sáng gì. Quá xa và xa luôn. Lâu lâu ăn cơm với lương lại ngon được chứ. Lương kho sả, lương canh chua, nấu ăn vừa ăn ít ít vậy ngon. Có nói cái lời lương kho sả ăn tuyệt vời thì quất hết trơn chảo. Cái này ra đây làm cà phê nghe nhạc chữ tình bên sông đúng bậy luôn á. Bên sông đối diện gõ cửa cái bung luôn, đưa em vào mùng luôn, đang mà hắt hiu luôn. Mà bạn làm ly cà phê các bạn ơi, vô ngon. Chiều nay có cua nè nè, sáng ăn mớ cái cọn mớ cái hai cha con mình nè, tranh thủ chiến hai bao chúm, hai bao treo lủng lẳng nữa kìa. Hy vọng sáng mai trúng lương nha bạn. Thả câu phát hiện được điểm có lương nên chiến liền với lại có cua nó chiến luôn. Rồi chờ đợi ngày mai thăm chấm, hy vọng trúng mánh bạn. Mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha. Hẹn tất cả các bạn vào chương trình sáng mai nha, thăm chấm lương của hai cha con mình nha. Chào bạn và gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe nha.